Có nghĩa là em đã tìm hiểu 4 năm. Dạ. Và bây giờ em lấy nhau được 1 năm. Dạ. Em tìm hiểu 1 năm, yêu 1 năm. Hiểu 1 năm, yêu 1 năm. Và dạ, cưới. Dạ, cưới. Quyết định là cưới. Nãy giờ nói chưa hiểu. Hiểu 1 năm. Tổng cộng là mấy năm? Bây giờ tổng cộng từ lúc biết nhau 5 năm. 5 năm. 5 năm. Chị hỏi em không chịu. Dạ, 5 năm nhưng mà 4 năm kia em không biết. À, đừng nói là yêu đơn phương nghe. Dạ, đúng rồi. Vậy đó hả? Hả? Chắc chắn cái câu chuyện tình yêu của hai người này rất đẹp phải không nào? Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Đỗ Hải Thanh, sinh năm 1982. Lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán giả và hai MC là anh Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, còn em là Phạm Ngọc Kim Ngân, sinh năm 93. Dạ, nghề nghiệp của em là buôn bán tự do. Ngân sinh năm 93. Vậy là 24 tuổi. Dạ. 24. À, Thanh với Ngân. Dạ. Là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Vợ chồng em cưới nhau được 1 năm rồi. 1 năm. 1 năm. Rồi thì tụi em đã yêu nhau được bao lâu? Tụi em yêu nhau hơn 1 năm. Còn thời gian tìm hiểu ấy thì lâu lắm, 4 năm tìm hiểu vợ em. Wow. Để mình phải có một con mắt gì đó, mình phải có khẳng định gì đó để mình mới khẳng định đây là người này vợ mình thì mình tiến tới được. Có nghĩa là em đã tìm hiểu 4 năm. Dạ. Và bây giờ em lấy nhau được 1 năm. Dạ. Em tìm hiểu 1 năm, yêu 1 năm. Hiểu 1 năm, yêu 1 năm. Và dạ, cưới. Dạ, cưới. Quyết định là cưới. Nãy giờ nói chưa hiểu. Hiểu 1 năm. Tổng cộng là mấy năm? Bây giờ tổng cộng từ lúc biết nhau tới giờ 5 năm. 5 năm. Chị hỏi em không chịu. Dạ, 5 năm nhưng mà 4 năm kia em không biết. À, đừng nói là yêu đơn phương nghe. Dạ, đúng rồi. Vậy đó hả? Chắc chắn cái câu chuyện tình yêu của hai người này rất đẹp phải không nào? Bây giờ em kể coi. Kể đi. Tụi em là biết nhau như thế nào? Dạ thì chung sớm à. Nhưng mà ảnh thì không có cơ hội nói chuyện với em được. Tại em chạy xe cũng hơi nhanh. Thì có một hôm tình cờ là ảnh kiếm được Facebook của em. Xong rồi ảnh mới kết bạn nói chuyện. Sau đó thì làm quen. Rồi cũng rủ đi đi chơi, đi ăn. Thì em cũng chưa chấp nhận. Tại vì cũng chưa có quen lắm. Thì ảnh mới nói là ảnh gần nhà. Sau đó thì em cũng biết à, cái anh này là gần nhà cũng có thấy rồi. Cũng gần nhà cũng được mười mấy năm rồi. Thì sau đó thì mình có cảm giác tự tin hơn. Dạ rồi em cũng chấp nhận đi. Thì sau đó sự quan tâm nhiều. Em cảm thấy ảnh cũng được, cũng tốt. Rồi sau khoảng 3 tháng như vậy đó thì em mới chấp nhận làm quen. À, nhưng mà là em nói là tụi em là ở chung sớm là tụi em đã biết nhau từ hồi bé đúng không? Dạ nhưng mà không có để ý. À. Nhưng mà bạn này để ý bạn này không? Không. Con nít mà thua em tuổi. Hồi nhỏ. Nhỏ mà. Thua em 1 tuổi nhưng mà khi... đến lúc nào thì em để ý bạn này, em yêu đơn phương người ta 4 năm mà. Thời gian đó là khi em đi nghĩa vụ quân sự về á. Dạ, lúc đó mới để ý, lúc đó là vợ em cũng 10 18 19 tuổi á. Nói nghe là Thanh, lúc bé tí thì là vợ em có mẩm mỉm với nhau như vậy không? Cũng mẩm mỉm nhưng mà khi lớn thì vợ em mới có nhiều cái nét đẹp. Còn hồi nhỏ em không để đâu để ý đâu. Trời ơi. Tức là lúc 18 tuổi là em bắt đầu để ý. Dạ. Mà lúc đó thì vợ em có mũm mĩm như bây giờ không? Cũng mũm mĩm bây giờ nhưng mà không mũm mĩm bằng bây giờ thôi. Cái điều gì mà để cho em để ý vợ em năm 18 tuổi đó? Em từ thấy... nhỏ không thèm để ý người ta, đùng cái năm 18 để ý người ta. Em vì em thấy được rất là nhiều điểm. Có thể mọi người không nhìn thấy nhưng em thấy được là vợ em là có người có thể nấu ăn được, có thể chia sẻ được, có thể có tính nết hợp với mình. Là em từ từ em quan sát vì ở chung xóm mà cũng dễ. Mình cứ để ý. Không, từ từ đó thì đến một ngày em quyết định là tiến tới mình. Vậy đó hả? Dạ. Em, vậy thì khi mà em tăng cân mẩm mỉm vậy đó. Dạ. Thì cái điều mà em cảm thấy khó khăn nhất của em đó là cái gì? Nhất thì em cũng không có cái gì nhất hết. Tại vì lý do là em cũng mập từ từ. Em nên là những công việc hàng ngày đồ hay là những cái gì đó em cũng quen dần dần rồi. Còn về bên ngoài là chắc cũng có nhiều người nói. Nói về em này kia nhưng mà em thì buồn một thời gian thôi. Rồi thời gian sau thì em cũng bình thường. Tại vì cuộc sống của mình phải làm những điều tốt đẹp cho mình. Giờ thì mình cố gắng giảm cân thì mình vẫn phải cố gắng. Nhưng mà giờ lỡ thì chưa được. Thì giờ mình cũng phải sống cho tốt, cho cái bản thân của mình nó được vui tươi. Chứ mình đừng có vì những lời nói của người khác mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá thì cũng không đúng nên rồi. Cái quan trọng là cái gì đi là anh ấy nè. Đúng chưa? Với anh ấy em lúc nào cũng đẹp hết trơn à. Đúng không? Đúng không Thanh? Dạ. Mà chị hỏi Thanh nè. Dạ. Ví dụ như đi, nếu mà Thanh đi á, mà có ai mà giống như xì xầm về vợ em á, thì lúc đó em sao? Cái tự do ngôn luận của mỗi người á, mình cũng không thể bắt người ta là theo nói theo ý mình được. Mình chỉ nhắc ra tới, nhắc nhở hoặc hỏi người ta thôi. Họ có quen không? Có lạ lắm không?
cái những trường hợp đó là phải quá dữ lắm thì anh mới làm vậy. Dạ, có nghĩa là người ta cũng bất lịch sự dữ dội lắm luôn thì anh mới làm vậy. Còn bình thường thì anh chỉ nắm tay em đi thôi. Có nghĩa là mọi người như thế nào không biết, nhưng mà với Thanh đây, Ngân chính là một cô vợ một xinh đẹp trong mắt của em. Cái vấn đề là Thanh thương vợ. Đầu tiên không có tin đâu chị. Thương quá thương, mà chị rất là ngưỡng mộ em. Mà thực sự á, qua cái cặp vợ chồng này á, thì rõ ràng á, những bạn nữ hay là những bạn nam nào á, mà có những cái số cân nặng á, đừng bao giờ tự ti về bản thân mình. Là bởi vì là trên cuộc đời này nó có thể xảy ra tất cả mọi chuyện. Và tình yêu thì lúc nào cũng tồn tại và nó muôn màu muôn vẻ. Đó, miễn là mình có cái cơ hội, mình có cái tình yêu thì mình phải biết nắm giữ. Dạ. Thôi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Hai vợ chồng cưới nhau bao nhiêu lâu rồi? Một năm. Cuộc sống có vui vẻ không? Có tật xấu gì mà lòi ra hay không? Không. Không có hả? Có. Tôi sai. Kìa. Khui đi Ngân. Hút thuốc nhiều lắm anh Thuận ơi. Mê nhậu nữa. Có nhiều khi là em ngồi em nấu cơm xong rồi em đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy về, là tại vì làm sơn nước á anh, cuối tuần là hay nhậu với bạn bè á. Xong rồi mấy tiếng đồng hồ sau mới về, em giận em không ăn nữa, thì có một lần là đùng đùng lên luôn, xong rồi từ đó là mới bớt nhậu lại. Nhưng mà có ai rủ nhậu vẫn xin thử coi em có cho đi không, là đi liền. Ủa em hỏi giận đùng đùng lên em làm cái gì? Thì em nói giận đùng đùng lên thì em cũng la mắng vậy thôi, em có đánh vài cái. Có đánh vài cái thôi chứ em không làm gì hết, mà đánh vài cái cũng đủ rồi. Nói chung là Thanh ơi, đánh vài cái nhưng mà đánh yêu hay đánh khẽ hay là đánh thiệt? Giờ cao đánh khẽ anh. Cao đánh khẽ đúng không? Đâu đánh sao đâu cho coi luôn. Đánh đây là xỉu luôn. Đây xỉu luôn. Thôi em ơi, đánh em ơi. Rồi, nói chung là đánh khẽ. Nhậu nè, bây giờ đã bớt chưa? Dạ bớt rồi. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này thì cũng không phải xấu nhưng mà nó cũng vui. Ảnh thì ở nhà ảnh hay kêu ảnh là Chuối, biệt danh của ảnh thôi. Thì em cũng quen miệng rồi, em hay kêu Chuối. Rồi ảnh tên Chuối rồi ảnh cũng muốn đặt ai cũng Chuối luôn. Bữa mới mua con chó con về, ảnh cũng kêu Chuối. Cái em nói anh kêu kỳ, rồi mốt em kêu Chuối rồi hai con chạy vô hả? Rồi ai ảnh cũng kêu Chuối hết, anh giống như anh thích cái từ đó vậy đó. Trời ơi, tự nhiên đặt con chó con tên Chuối luôn. Đúng rồi đó Ngân, đúng rồi đó. Mai mốt sanh con ra đặt tên Chuối luôn hả? Đâu có đặt tên Chuối con nữa. Con nói luôn mà, chị con. Con nói Chuối luôn à. Nói nghe nè, ảnh tên Chuối nhưng mà ảnh có củ Chuối này, không? Anh này, anh ảnh Chuối nhưng mà ảnh có củ Chuối không? Không đâu anh kìa, thấy chưa? Tức là vậy nè, anh Thuận anh nói xa không? Chẳng qua nói thiệt, anh muốn hỏi là em có một người vợ, có đúng ý của em không? Theo cá nhân em cảm nhận đó, cái thời gian mà cô vợ em nhận lời yêu rồi á, xong tới là hai gia đình nói chuyện, lúc đó em vui lắm. Xong rồi tới lúc chọn ngày cưới, nó lại có một sự trục trặc là cái áo cưới á, em phải đi tìm. Tình cờ gặp được tiệm áo cưới Ánh Ngân á. Rất là may mắn luôn. Lúc cưới là tụi em cũng mặc bộ này. Dạ đúng rồi, không phải. Bộ này là cô Ánh Ngân mến em, may mới cho em luôn. Vậy hả? Trời dễ thương. Chắc có lẽ là cô Ánh Ngân xem chương trình này sẽ rất là hạnh phúc. Dạ, em cũng muốn cảm ơn cô Ánh Ngân nhiều. Cảm ơn cô. Thôi, bây giờ tới phiên em đó. Dạ. Kể tật xấu có cái tính xấu gì không? Không có tật xấu gì. Thật dạ. Không? Thật hết. Vậy đó hả? Dạ. Tức là cơm nè, Ngân nấu ok không? Ok. Rồi á, đồ đạc, quần áo, chăm sóc cho chồng. Từ A Z là vợ em làm không? Trong. Nhưng mà đi làm về rồi tiền có đưa cho vợ không? Dạ, đi làm về dĩ nhiên là tiền em đưa cho vợ em. Vậy đó, dạ. Dạ. Ôi thanh tuyệt vời quá vậy. Đâu có cảm ơn người đâu. Trời ơi. Chị hỏi nè, vợ dạ. Em có ghen em không? Vợ thì có ghen, có kiểm tra hay kia, nhưng mà tính em thì rất là trung thủy, không có lằng nhằng. Đúng không? Ngân. Ngân, dạ. Đúng không? Dạ em có kiểm tra là ví dụ như em lên tin nhắn Facebook coi có online không. Không online, suốt 6-7 tiếng đồng hồ cũng không online. Về nhà cũng ít khi đụng phay lắm chị, cũng không có vô mấy, nói chung là trang chat đồ này nọ thì không. Ngược lại thì Ngân dạ. Có xài Facebook, có xài dạ. Xã hội được nhiều không? Có live stream. Dạ, bây giờ phải hỏi Thanh nè. Có 24 luôn anh. Vợ em 24 trên 24 Facebook luôn. Thì Facebook dạ. Là Messenger, nhắn tin hay kia bình thường, dạ. Nhiều kìa vợ em có 24 trên 54 kìa. Livestream 4x4 luôn hả? Dạ không, em buồn buồn thì em livestream. Thường em livestream là em livestream về. Đa số em livestream về ăn.
Giống như em mua bún mắm về em ăn, cái em cũng live stream. Cái xong cái hồi nữa quá trời mấy bạn nhắn tin cho em là em ăn bún mắm mà giờ tao phải đi mua bún mắm theo mày. Gửi quá trời hình luôn, bạn nào cũng mua hết. Rồi bây giờ em mong cô xã của em thay đổi điều gì? Dạ bớt hút thuốc. Vậy thôi đó hả? Dạ tại vì cũng đạt được 80% trên 100% người đàn ông rồi. Thế còn Thanh thì sao? Em thì chả mong muốn vợ em thay đổi gì. Bắt giảm cân. Thì lúc nào vợ em muốn giảm cân thì em ủng hộ giảm cân. Em phải bớt hút thuốc nhiều. Dạ. Em cũng biết tác hại của khói thuốc lá này như thế nào rồi, đúng dạ. không? Bớt lại từ từ. Dạ. Nếu như hai bạn mong muốn là có em bé, đúng không? Bây giờ chị chỉ mong muốn cho vợ chồng em á là vậy nè. À, Ngân sẽ có sức khỏe để chuẩn bị đón em bé. Dạ. Thì Ngân thử Ngân vượt lên chính mình đi. Là tụi em phải có cái bác sĩ dinh dưỡng á. Thiệt cái đó. Dạ, bác sĩ dinh dưỡng là em mới đi rồi. Đó. Thì mình ráng cố gắng theo cái quy trình của bác sĩ dinh dưỡng đi. Dạ, em theo được một tuần, ngày mai là đến ngày con. Ok, ok, dạ. Vậy là tốt rồi. Em có cảm nhận được là mình giảm được không? Dạ, trong một tuần qua thì em nghe cũng đỡ nặng cái bụng hơn. Tại lý do là không được ăn cơm nhiều, chỉ được ăn nửa chén thôi. Còn trong bữa cơm đó phải là rất là nhiều rau, nhưng mà cũng không được xào, chỉ là luộc. Đúng rồi. Chấm cũng không được chấm. Ăn không. Tại vì muối nó cũng làm cho. Dạ, có muối là sẽ lên mỡ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, trời ơi, vậy là bây giờ chị chỉ mong là tụi em sẽ đạt được cái điều đó, có nghĩa là em thì giảm cân để có sức khỏe, để chuẩn bị đón em bé. Còn Thanh thì bớt hút thuốc lại. Để lúc nào mà vợ em cân vừa đủ một cái là một phát ăn ngay luôn. Ok. Bắt đúng rồi, thấy không? Rồi, rồi, chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này nha. Dạ. Chào các bạn. Chào tụi em. Với một cái trang phục rất là đặc biệt như thế này ha. À, mời em giới thiệu về mình. Sao em không hỏi tiếp về cái trang phục? Trang phục này là đám cưới tụi em đúng không? Đồ cưới đúng không? Dạ. Chị nhìn cũng nghi rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ tháng 6 năm 2017. Ủa là mới đây? Dạ. Quá son luôn. Quen nhau bao lâu rồi mới cưới cưng? Dạ 6 năm. 6 năm. Bây giờ trước khi nói về chuyện tình của hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Em tên là Nguyễn Nhật Nam. Dạ em quê ở Tiền Giang và đang làm việc ở Bình Dương. Năm nay em 26 tuổi. Nhật Nam. Dạ. Công việc của em là gì? Dạ em làm nhân viên của một công ty sản xuất linh kiện xe hơi ở Bình Dương. À. Dạ. Rồi vợ thì sao? Dạ em cũng đang làm việc ở Bình Dương. Dạ. Em giới thiệu cho mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Thiên Trang, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Chắc để em kể. Dạ. Cái thời đó là chat Yahoo năm 2011. Ổng nhào vô phòng chat, ổng gặp em, ổng chào. Thì người ta chào em cũng lịch sự, em chào lại. Nguyên ngày hôm đó nói quá trời quá đất, ngày hôm sau em không nhớ tên ổng là ai. Ổng vô ổng chào tiếp. Rồi cứ vậy cứ đeo em suốt 2 tháng chat Yahoo. Ủa nhưng mà em có nhìn thấy avatar của Thiên Trang không Nam? Dạ có. Em thấy avatar dễ thương. Còn dạ. Nam thì lúc đó là đã có người yêu chưa? Dạ mới vừa chia tay người yêu cũ. Dạ, avatar là hình người yêu cũ. Cho nên chính vì điều đó có phải là em không cần thiết phải nhớ tới nhân vật này không? Dạ em không quan tâm. Kể luôn không quan tâm. Vậy thì đến lúc nào em quan tâm? Dạ lúc đó em đang làm ở Sài Gòn thì hai đứa chat cũng được 2 tháng rồi. Thì ảnh mới nói là nay anh có việc anh đi hội thảo công ty CP gì đó ở trên Sài Gòn, giờ anh ghé anh rước em đi cà phê cho biết mặt. Tại vì không chịu gửi cho em tấm hình nào hết trơn á. Còn hình em thì coi đầy. Thì em cũng muốn tò mò coi người ta làm sao. Thì tới công ty em chắc 4 giờ 4 rưỡi gì đó. Rồi cái em đứng ở trên văn phòng em ở trên lầu 2. Em nhìn xuống. Trời ơi, áo sơ mi trắng, tay dài để tới đây, không xăng lên. Đầu dẹp hai bên. Cái kiểu mà hồi năm 93. Đứa đang trường đó không? Dạ, mà còn quét dầu dừa nữa. Nó bóng láng. Xeo là dầu dừa. Em khẳng định là dầu dừa, sau này anh khẳng định với em đó là dầu dừa. Dầu dừa. Dầu dừa của mẹ, dầu dừa của mẹ. Phải chứ ngày xưa xài dầu dừa thì đâu có bị mái tóc như thế này. Thì em thiệt là em cũng hơi bị hình thức. Thì em nói trời ơi bác này quê thiệt rồi. Cái em mới nhắn tin em nói trời anh ơi bữa nay sếp nói có việc đột xuất chắc cậu trễ lắm em mới về được thôi. Ông ấy thôi anh cứ đi công việc của anh đi. Khi nào anh em mình rảnh thì gặp. Lúc đó sao Nam? Em thì em cũng nghe nói là em biết rồi, em biết là chắc trốn em đó. Nhưng mà từ dưới quê lên nó vậy, với lại thấy cũng dễ thương quá. Thôi thì cố gắng chờ. Dạ. Đúng bao lâu? Em chờ tới đó là 6 giờ mấy gần 7 giờ, trời chuyển mưa đang thui luôn. Mà em ngồi em chờ riết rồi cái không biết sao thấy chịu không nổi sao á. Cái xuống.
Không phải, tại công ty về hết rồi. Không về người ta đâu đóng cửa được. Rồi em hồi đó là em đi xe buýt đi làm. Giờ xe buýt cũng hết rồi, không để bác chở về sao về. Thì xuống. Dạ. Đi xuống rồi gặp. Rồi dễ gì nói chuyện xong mà bác giờ bác rủ đi ăn nữa rồi ha. Dạ xuống thì chở em về nhà trọ trước để em tắm rửa thay quần áo. Sao nữa, cho về tắm rửa rồi hốt đi đâu? Dạ hốt đi cà phê, nhà cũng nói chuyện tào lao vậy thôi. Hỏi thăm làm việc có áp lực có vui không có. Nói chung hỏi thăm nhau. Đúng rồi. Cho nói đủ thứ chuyện hết. Dạ. Thực ra hôm đó là đã yêu chưa hay là sau đó bao lâu rồi mới yêu? Em là cú xét rồi đúng không? Rồi, nhìn gặp thấy là thấy đáng rồi đó, đáng rồi đó. Nhưng mà còn bạn này thì bao giờ mới là ghiền cái em không có thích ảnh. Tính là đi cà phê bữa đó đi cho xong rồi ổng về quê em đâu làm gì được mình đây xa mà. Mà lì lắm về là gọi điện liên tục. Em thì lịch sự em cứ nghe. Trời ơi, gọi điện nói heo bò chó gà. Hết chuyện kể luôn chuyện cô hàng xóm luôn. Người ta làm cái gì cũng biết hết. Em trời nhiều chuyện quá. Cái gì cũng biết hết. Thì 6 tháng em nhận lời yêu ảnh. Lý do? Em chấp nhận tại vì em thấy ảnh yêu em nhiều. Thật ra lúc đó em cũng không có yêu. Và với lại em cũng không có yêu ai hết. Cho nên là ảnh là người em có tình cảm nhiều nhất trong tất cả những người đàn ông em biết. Lúc đó em có biết là chị, tức là vợ em là cái tình cảm đối với em chỉ là cái tình cảm hơn mức bình thường không? Dạ, tức là em cảm nhận được điều đó đúng không? Dạ được, dạ biết. Nhưng mà với em thì là yêu cô này rồi. Dạ em yêu. Gọi năm nay là yêu đơn phương rồi. Dạ đúng rồi đó. Nói chung là yêu đơn phương nó đau lắm. Nói chung là nó đau, nó khó mấy chịu năm? Tới khi cưới luôn đó. Là em vẫn chưa yêu anh này? Là mới cưới đây là 6 tháng 6 rồi rồi. Dạ. Rồi bây giờ yêu chưa? Dạ yêu chứ. Tức là sau khi cưới là yêu liền? Dạ. Sau đêm tân hôn đó đúng không? Hay sao? Dạ. Có nghĩa là sau đêm tân hôn thì mình mới thấm được cái hương tình yêu. Hiểu không? Rồi bây giờ mình ghiền rồi mình yêu luôn đúng không? Tại vì vậy nè, có những người phụ nữ á, bình thường không yêu. Nhưng khi bắt đầu lấy rồi, lấy cái người chồng đó rồi tự nhiên yêu. Yêu dễ sợ. Chị gặp rất nhiều nhiều lắm những cái trường hợp như vậy rồi. Đúng không? Dạ. Đó, thì là em xác định là em bắt đầu yêu ảnh khi em lấy ảnh đúng không? Dạ. Và bây giờ cái tình yêu của em có ngang ngửa với ảnh chưa? Hay là vẫn là ảnh hơn? Em yêu ảnh hơn ảnh yêu em. Thấy chưa? Đó mới là cái vấn đề đó. Dạ, em coi ổng như không khí vậy đó. Không có là không thở được. Lý do? Em không biết. 6 năm em tin là nó đã có cái gì đó trong em. Nhưng tại sao em định nghĩa đó không phải là tình yêu? Vì em không ghen nếu như ảnh đi với người con gái khác. Vì em không sợ nếu như em mất anh ấy. Và bây giờ những điều đó em rất sợ. Rất sợ một ngày nào đó mở mắt ra không nhìn thấy chồng mình bên cạnh mình. Rất sợ một ngày nào đó bàn tay này sẽ đi nắm lấy bàn tay khác. Trời ơi, nó đã gì đâu. Đó, thấy chưa? Bởi đây là bây giờ nè. Lý do tại sao mà trước khi cưới mà em lại có cảm giác đó, mà sau khi cưới thì em lại hoàn toàn khác. Trước giờ ảnh luôn để em là số 1. Cảm xúc của em chính là cảm xúc của ảnh. Em vui thì ảnh sẽ vui. Thiên hạ ngày hôm đó sẽ là Tết, mà em buồn thì ngày hôm đó thế giới là địa ngục của ảnh. Wow. Ảnh không có sống cái gì cho ảnh hết, chỉ cho em thôi. Là 6 năm đơn phương đó đúng không? Yeah. Rồi vậy thì tại sao bây giờ lấy nhau rồi có sự thay đổi như vậy? Em cũng không biết nữa, giống như là em biết đây là gia đình của mình, đây là người đàn ông duy nhất của cuộc đời. Và ảnh còn như vậy với em, y chang như vậy không? Dạ. Vẫn y chang như vậy luôn. Chưa thay đổi, mặc dù chị em cứ hù lắm. Trời ơi, chưa cưới này vậy mà ơi, cưới rồi khác. À. 6 tháng nay chưa khác gì mà càng lúc càng đậm hơn thôi. Vậy hả? Ê Nam ơi. Dạ. Vậy thì anh cần phải hỏi em là cái lý do gì mà cô ấy lại tạo một sự hấp dẫn mà khiến em phải yêu cô ấy hơn chính cả bản thân mình? Chắc là cái lực hấp dẫn gì đó. Lực hấp dẫn. Dạ, lúc đầu gặp là đã hấp dẫn rồi, đã xác định là đây chắc là vợ của mình, cho nên mình phải cố gắng. Ông thích lấy dược sĩ. Lực hấp dẫn, ông định lấy dược sĩ. Ông muốn lấy dược sĩ. Tại vì em biết tại sao chị tin em là bởi vì nè, vợ em nói chuyện rất là có duyên. Có phải điều có sức đó hút rất là gãy gọn lôi cuốn. Dạ, đâu ra đó. Chắc là cái lực hút. Chắc là cái lực hút của vợ em đó. Cái lực hấp dẫn, dạ, duyên dáng. Có phải đó là lý do mà khiến hai vợ chồng của bạn tham gia chương trình này để mà chia sẻ cái niềm vui đến cho tất cả khán giả? Dạ đúng rồi. Em thấy tụi em rất là son. Và khi tụi em đi ra đường, những cái hành động bình thường của tụi em cũng thu hút sự chú ý của người khác. Vì mình hạnh phúc thật và mình lan tỏa. Cho nên là em muốn lên chương trình để cho mọi người giống như là cũng có một cái động lực là bây giờ nhiều bạn không có tin vào hôn nhân. Và em nói là nếu mà tìm được tình yêu đích thực thì nó đáng để tin lắm. Đúng, mình đồng ý. Nhưng mà bây giờ này, nếu mà tụi em đã nói là muốn lan tỏa cái hôn nhân mà hạnh phúc như vậy, nếu vậy thì có nghĩa là tụi em hoàn hảo trong hôn nhân. Dạ, cũng không có hề có tật xấu. Dạ có chứ. Có tật xấu không? Dạ có chứ, tốt xấu thì xấu à. Cái gì nó cũng rõ ràng. Bây giờ phải kể rồi. Bạn bê bối lắm, bạn trời bày hay lắm, ăn trái cây là cứ nằm phun hộp nha. Trời ơi.
mà em á, em kỹ khủng khiếp, em kỹ một cách biến thái là em về nhà là em sẽ lau từ trên trần nhà xuống tới dưới nhà, và ngày nào cũng vậy chứ không phải Tết mới lau. Trời nhà ơi, kỹ một cách biến thái luôn. 365 ngày như ngày Tết, luôn luôn sạch. Và mẹ em với dì em rất tự hào vì em điều đó. Con gái kỹ lưỡng lắm. Trời ơi, em nói ổng hay lắm, một mình bày mà bằng 8 người bày á, dọn không kịp với bác luôn. Mà tới chừng kêu á là anh ơi phụ dọn đi, cái mặt xị vậy, lẩm bẩm cằn nhằn á, nhưng mà không có dám cho em nghe. Thì những lúc đó em hay quát ổng, nói gì đó không vui hả? Cái mặt gì nó còn hơn quát nữa đó, thiệt á. Nam ơi, sao nó nghĩ là em bày hay vậy đó Nam? Em thì đi làm cả ngày thì được có ngày chủ nhật là mình muốn nấu gì đó cho vợ, nếu bài biện nấu. Mà em thì có cái tật là bài ra nấu xong rồi mới dọn. Dạ. Còn vợ em thì có một cái thái dọn từ A tới Z, dạ, sạch sẽ. Dạ, cho nên là không có được rồi. Vừa lòng cho nên là hay la như vậy thôi. Tật xấu đầu tiên là bừa bộn, rồi biến, làm biến là thứ nhì, rồi cái gì nữa, rồi có hai cái đó, hai là đó, rồi còn vợ có tật xấu. Ủa Nam, anh nghĩ là vợ em á, trong mắt em là một bà tiên hoàn hảo đúng không? Dạ, nói chung là tật xấu thì có, hoàn hảo là hoàn hảo về cái mặt sự hiểu biết của vợ em. Ví dụ gì, cái gì mà em không hiểu, không biết em hỏi vợ em là vợ em nó giải thích cho em ok hết. Còn tật xấu? Dạ, tật xấu hả? Là nóng tính, hay cáo giận, với hay la em. Ủa, tụi em chưa có con đúng không? Dạ, mới có. Vậy đó hả? Em nói thiệt là cái lúc cưới xong 6 tháng em cũng trông lắm. Tại những người cưới dạo dạo đó là người ta có tin vui hết rồi. Thì em mục đích đăng ký chương trình là gì ảnh á, để lên anh Quốc Thuận chúc cho có em bé. Nên sao đi phỏng vấn về có em bé luôn rồi. Trời đó, coi chúc mừng nghe. Chia sẻ. Bây giờ chồng mừng lắm đúng không? Dạ mừng chị. Lúc mà em á, em biết là vợ em có bầu á, em nói thử cho mọi người nghe coi, lúc đó em có rơi nước mắt không? Em cái tính em sống tình cảm lắm, với em sống nội tâm, nếu có rơi thì em cũng tự khóc ở trong suy nghĩ của em thôi. Nhưng mà mừng rơi nước mắt mình có quyền. Dạ cũng có quyền, nhưng mà ý là em nén cố nén lại. Vậy hả? Dạ. Rồi từ bữa biết tin giờ đã tặng vợ cái gì chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Nhưng mà bữa nay nhân dịp chương trình em sẽ tặng vợ. Đó. Trời ơi, vợ ngạc nhiên hả? Vợ ngạc nhiên à? Gương mặt ngạc nhiên. Đây là món quà anh dành cho em. Surprise hơn cái thai nữa. Tặng thôi vậy thôi hả? Không có nói gì sao? Thì nói ôm hôn được. Thôi quay mặt đi để tao mắc cỡ. Anh cảm ơn em đã yêu anh và thương anh và sống với anh 6 năm nay. Và cùng vượt qua mọi khó khăn với anh. Cùng vượt qua mọi bôn ba, nói chung là cuộc sống của hai đứa mình nói chung là nó khó khăn. Nhưng mà mình vượt qua được hết. Và em cũng nói chung là anh yêu em. Chúc cho hai em cuộc sống nó hạnh phúc như thế này. Cho em khóc vậy? Cho em làm sao mà để em biết khóc rồi? Cứ đến một lúc là xúc động cái mình bỏ mình chạy đi hay sao đó, đừng để ta thấy mình giọt nước mắt trong mắt của mình. Cái lúc mà anh chia sẻ cái niềm mà hạnh phúc không chỉ là của riêng Nam mà cả em nữa. Và chắc anh nghĩ là em bé ở trong bụng cũng sẽ cảm nhận được cái giây phút mà nó quá tuyệt vời như lúc này. Và xin chúc cho các em lúc nào cũng viên mãn. Thôi chúc mừng tụi em nha. Ôm phụ vợ đi nha. Ôm phụ vợ đi nha. Trời ơi. Rồi, xin cảm ơn hai em. Rồi, xin chia sẻ niềm hạnh phúc với hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào hai anh chị. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Hả? Nhìn cứng cỏi. Cứng cỏi. Nhìn bạn này rắn rỏi cứng cỏi quá. Mặt mồi á. So với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Ồ đúng rồi đó, dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi, tại vì 26 là non nớt lắm. Trẻ quá, trẻ là em đang nói sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi? 23 tuổi hả? Trời, sao hai đứa đến học nhỏ xíu vậy trời? Dạ, tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ, con gần 2 tuổi. Trời đất ơi! 21 tuổi đẻ? 21 tuổi có bầu, đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi! Rồi. Như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn gọi là
bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó, đúng rồi, nhấp nhá nhấp nhỏ mà đâu có đi du lịch được, đúng không? Đâu đi là bị kẹt cứng hết luôn, đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau. Dạ, thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em ăn uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Giờ cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á, là nó không có biết cái gì luôn á, là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để Phan chút mình hỏi vô đó. Đó. Đó, nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân. Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên bạn là được. Vì thương bạn mà đi. Dạ, vì đúng thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Mà giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó, rất là nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM, trời trọng dữ luôn á nha. Dữ lắm á. Rồi đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show đi về lẹ thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ, lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn. Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Đổi tự nhiên ý. Lúc đó đổi ý. Đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì đó. Khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi á, ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa không? Luôn. Dạ, chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý với vợ em. Thì đó tại sao em lại để ý? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Dạ. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Sao? Do make up đậm mà. Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như lại, mình dây hay là cắn trẻ? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mỉm một xíu. Mũm mỉm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó mũm mỉm. Gu của không? Em là mũm mỉm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi đúng không? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. 70kg là dữ lắm á nha. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện. Sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để mà đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ. Thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay á, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy? Chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ẩn dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. Liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao?
thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi ráp mình sao tánh kỳ. Làm quen gì ngộ. Chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không, mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào, đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi, rồi tiếp. Rồi. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những hình cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đầu mộ á. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em vẫn còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu, ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu, ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi, em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn, bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai bề là tìm liền. Đúng. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà, nhưng mà có vô add fan của này không? Chưa, thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không, thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại. Cái bấm play, bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu, mày có bị khùng không, nhóm người ta mặc áo khoác nhóm ai cũng mặc như ai hết á, rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính, rồi mày tìm ai. Nó chửi vào mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Là rồi, cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4-5 tiếng. Lâu quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Có nghĩa là ông này tương tác trước, nhưng mà người add fan lại là cô này. Dạ. Rồi, sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Dạ. Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng đồng Nai á. Cái chồng em bảo là
em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong mà em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày, cái vậy thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á, cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta thôi. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi kêu cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao em đó em cũng bia sao mà em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đem mặc, anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao? Chà cũng lâu quá chị ơi, lâu. Lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không? Bởi vì em còn nhỏ tuổi quá, thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết, em vẫn còn đang giấu. Dạ. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á, cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nói là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là 2 tháng không có sinh nhật anh á. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính luôn? Tại nít mà. Nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là mẹ là lựa chọn con, cho nên là con kiểu rồi. Cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận. Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng rồi sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh cho nên là mới
dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm, sau đó tụi em mới cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ, dạ. Quen nhau 10 tháng, về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa dạ. Tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Rồi nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng. Dạ, là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn chung buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Phải có bầu luôn. Xong rồi là bác sĩ bầu cưới. Dạ. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là ba em dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng. Cho nên là ba em khóa. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Đừng mà có mẹ chạy có khóc về không? Khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là dạ không? Còn mẹ của Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Dạ. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó thì em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự, cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia nha, tay đó là mảnh ai nấy ở gì? Cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh á thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ, gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá, thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Tại sao kiếm chuyện người ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á, thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ là nó xong rồi, mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều quá cho nên là em rồi anh hiểu rồi chịu. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vợ em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vợ em không nghĩ là những thời gian trước đó là vợ em làm khó chịu rồi. Dạ. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập, rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được. Nó ra nó vô rồi đó. Dạ, đúng rồi. Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi
xách ba bố về nhà chồng, dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán, em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là để vui vẻ quá, mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái điên nữa đúng không, còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa, em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thêm này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu này, nhìn mặt nó xinh dễ sợ này. Em xăm á mà nhìn như sống động dễ sợ ha, thần bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Ơi nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ, thì tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh làm sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Cũng xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mối cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Đó. Xong rồi cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được 1 tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi, vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần phần vui đi. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chị biết nè, cầm ram vài cái cầm ram đúng cầm rồi. Ram cái nhất là cầm ram gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6:30 mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê dây thun. Dạ. Đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu... phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó thì đối với em ở thì em thấy chỉ có 3 cái tính đó là em hơi khó chịu bây giờ hơn. Còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ hồi đó ta con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà, ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh em. Sáng có những tia có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được ạ. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất không? Ghen động trời ạ. Không, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, thôi mình giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều. Tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn.
cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói à, anh Chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha. Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Trời em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên gì kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chả có gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ thì em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Kêu anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Gì anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá em. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không, hay là ảnh là nhân vật trong đó không? Trời vậy luôn. Bị bệnh luôn anh. Sao đâu kể cứ chứ. Lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay về ăn cơm với em. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon. Rồi. Đúng dạ không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu vào đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được là được rồi đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Là ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đầu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn, cái thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay gì? Rồi sao rồi? Chắc cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok em mua được thì em được em mua. Phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người bây ta giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì? Em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu. Chỉ có mấy cái mà đừng có... Sao ta? Em không có diễn tả sao hết. Nhưng mà đôi lúc chồng em cứ...
lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự dĩ tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình, cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ với vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi, chưa hiểu rồi nha. Dạ, giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại bảo tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn, anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, chồng tự trách tự đau buồn. Hiểu rồi, nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thôi, kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng gì? Là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và đừng nhận lỗi của bản thân mình, vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em, chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe, lỗi của ba, lỗi của mẹ, không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao. Cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực không? đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Không phải là riêng gì đất nước mình. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn, chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn á, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó, tiêu cực đó. Bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ. Không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm mà lý đôi đó. Lúc á cái chồng em đổi, chồng em kêu là thôi em coi tin phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi, cái em cũng coi, xong cái em thấy cũng vợ thấy chồng nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn ở này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời ơi, đó. Coi trò chơi con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực nghe, tích cực là coi những cái phim vui đó, coi những cái tính nhỏ hàng, xíu à. Suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là phải vui liền. Ổng kìa. Nghe, rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ.